Rồi, chào các em nha. Hôm nay thì anh tiếp tục hướng dẫn cho các em phần tiếp theo của tin bơi. Được chưa? Thì mình sẽ sổ những cái bài tập về nhà của mình trước. Sau đó mình sẽ học kiến thức mới. Bài tập về nhà của mình thì các bạn thấy nè, đây là cái phần rút chích dữ liệu Alpha Filter trong phần ôn buổi 2. Đó, thì ở đây là mình sửa trước, mình sửa tới câu 2 rồi. Hôm nay thì mình bắt đầu sửa từ câu số 3. Đó, câu số 3 người ta yêu cầu các bạn là dùng chức năng Alpha Filter trích lọc nha các em. Nhớ đây là trích lọc những mẫu tin có số lượng từ 50 trở lên hoặc nha, có số lượng 50 trở xuống thì bản trong tháng 1. Tức là bài này các em bạn thấy nó có hai với. Cái với thứ nhất nó là trên 50, cái với thứ hai là từ 50 trở xuống, và nó kèm thêm cái điều kiện là tháng 1. Đó, thì coi bạn viết công thức như thế nào nha các em. Đây, bài làm của bạn đây. Trường hợp thứ nhất của bạn là trên 50. Trường hợp thứ hai của bạn nó là từ 50 trở xuống thì bạn kèm thêm tháng 1. Thì ở đây anh góp ý bạn luôn. Đó, về công thức mặt kiến thức của bạn không sai, nhưng mà ở đây các bạn lưu ý nè, bạn đã cố định cột đây rồi. Đây, chỗ F3. Rồi chỗ này bạn cũng cố định cột, thì tại sao chỗ A3 bạn không cố định cột? Đó, tức là bạn F4 giùm anh chừng nào cái dấu đô la các bạn được cái chữ luôn, tức là đồng thời luôn giùm anh nha. Đó, đây là vấn đề số 1, bạn chưa được ổn lắm, cần quan tâm thêm. Rồi, anh copy công thức này anh để giữ cho các em nha. Đây, anh để công thức bên đây cho các em. Rồi, cái thứ hai nữa bài này yêu cầu các bạn trích qua xích rút chích, thì người ta yêu cầu bạn là cái gì đây? Vô data, các bạn chọn Advanced Filter, copy to list range, các bạn quét hết toàn bộ dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện các bạn quét đúng và đủ hai ô lập ra. Vị trí trả về bạn chọn một ô trống, đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới nó trống. Ok. Sau đó ra kết quả, ở đây bạn tiếp tục sai một vấn đề là Ctrl X chứ không phải là Ctrl C. Lít chuột phải bạn Ctrl X hoặc lít chuột xin lỗi. Lít chuột phải bạn cắt hoặc là Ctrl X. Sau đó bạn đem cái kết quả qua sheet rút chích. Đó nha. Bạn nhớ rằng là bạn cắt đem đi chứ không phải là bạn copy. Ở đây bạn sai hai vấn đề. Đó, bạn lưu ý thêm giùm anh. Rồi mời các bạn sửa vô. Rồi tiếp theo nè em, câu số 4. Câu số 4 bài này người ta yêu cầu dùng chức năng Alpha Filter lọc những cái mẫu tin DVD tháng 3. Nó về điều kiện thì các bạn quan sát coi bạn làm như thế nào đây. Đây. DVD thì bạn thấy nè, đây lấy ký tự ở giữa nè, nên các bạn dùng mid nè, A3 nè. Đó, lấy ba ký tự, bắt đầu từ ký tự thứ 3 nè các bạn. Và lấy ở đây bạn không biết lấy bao nhiêu, tại vì có khi 3, có khi 4 và có khi 2. Nên bạn dùng len trừ cho những ký tự bỏ đi theo nguyên tắc bên phải bỏ trước, bên phải bỏ 4 ký tự, đó là gạch 350. Bên trái các bạn bỏ 2 ký tự, đó là trừ 4, trừ 2 hoặc là bạn ghi trừ 6 đều đúng cả nha. Đó, y chang như lão hồi nãy. Ở đây tại sao ở đây là C3 bạn đã khóa cột rồi, ở đây bạn không khóa luôn. Thì một là bạn khóa thì khóa hết, nếu không đừng có khóa luôn. Đó, còn nếu bạn sợ, anh ơi em có một cái thói quen là em luôn khóa cột để em tránh trường hợp em sai ở phần tô màu. Đó, thì em tập thói quen em khóa luôn giùm anh hết. Đấy nha. Đó, về công thức thì bạn ổn ha. Đó, chỉ có điều là bạn cẩn thận giùm anh, cẩn thận hơn một chút xíu ở cái trường hợp mà lúc khóa lúc không. Đó, công thức anh để trên này nha. Rồi bài này là lọc nha các em. Đây, các bạn vô data, chọn cái Advanced. Đó, chọn Filter List, đúng không nè. Đó, List Range là bảng dữ liệu, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện quét đúng và đủ hai ô bằng lập ra. Ok, thì dạng này nó còn một cái đáp án thôi. Đó, rồi câu này tương đối dễ nên mời các bạn qua câu số câu số 5. Câu số 5 bài này thì nó tương tự bài này, các bạn cẩn thận nè. Câu số 5, dùng Alpha Filter trích rút chích những mẫu tin là loại 1 hoặc loại 2. Hoặc loại 2 thì số ngày trên 30. Nhiều bạn sẽ bị sai kiểu này. Chỉ trích ra khách, số phòng, ngày, đơn giá và tiền trả ha. Thì anh coi đáp án của bạn như thế nào đây. Đây, ở đây bạn ghi là gì đây? Hoặc cái gì đây? Led của nó lấy ra nó là một chữ Y. Hoặc trường hợp thứ hai là nếu là 2Y thì nó phải trên 30. Và anh cũng tiếp tục khóa thêm cột giùm anh. Còn nếu không bỏ luôn cái chỗ F2 khỏi khóa luôn, cho nó đồng nhất với nhau. Chứ đừng có thích thì khóa, không thích thì không khóa, thì nó không được hay lắm. Nhưng mà giờ đáp án thì bạn không bị trừ điểm. Đó, chỉ có điều là mình được thì mình nên cẩn thận luôn. Thì ở đây bạn làm gì là đúng rồi nè. Đó, điều kiện đúng rồi đó. Rồi, đây anh viết điều kiện ở đây cho các em coi. Đó,
hoặc là loại 1 hoặc là loại 2, thì loại 2 thì nó sẽ kèm thêm điều kiện là từ trên 30 đó, và người ta yêu cầu bạn chỉ trích ra gì đây, khách, phòng, số ngày, đơn giá và tiền trả. Và bạn nhớ giùm anh ở đây bạn là Ctrl X đó, được chưa? Thì anh thao tác là một lần nữa cho các bạn coi. Các bạn vô ra sau khi lập điều kiện xong, các bạn vô thẻ data nè, các bạn chọn Advanced nè, Copy Show nè, Literal bản dữ liệu, quét hết bản dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện quét đúng và đủ hai ô bạn lập ra. Vị trí trả về chọn một ô trống, đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới trống. Rồi bài này các bạn thấy nè, người ta yêu cầu khách, mình để khách lại đây. Này mình delete nè, lít chuột phải nè, delete nè. Phòng các bạn để nè, ngày đến các bạn bỏ nè, ngày đi bỏ nè, lít chuột phải nè, delete nè. Số ngày, đơn giá và tiền trả xong. Cái này đang ở sheet dữ liệu bình thường nha. Sau đó người ta yêu cầu trích qua sheet rút trích thì bạn quét khối, bạn Ctrl X hoặc bạn lít chuột phải chọn cắt cái đáp án của bạn, đem qua sheet người ta yêu cầu. Đó, nhớ nha, đem qua sheet người ta yêu cầu, nhớ là Ctrl X nha, chứ không phải là Ctrl C. Đó, hai bài của bạn đều bị sai ở trường hợp này, thì bạn lưu ý giùm anh, bạn lưu ý giùm anh nha. Rồi các bạn sửa vô giùm anh nha. Rồi câu tiếp theo các em, đây là câu số 5 nè các em. Đó, câu số 5 thì người ta nói gì đây? Rồi, thì ở đây câu số 5 này rồi ha. Rồi câu số 6 chứ. Rồi câu số 6 đây. Đây câu số 6 nè. Rồi bài này bạn rút chết mặt hàng là thịt bắp cá viên của anh Thành với số lượng là số lượng các bạn là trên 10. Thế đây các bạn viết sau này. Trời ơi viết gì khổ vậy? Thịt bắp cá viên, số lượng khách hàng anh Thành số lượng trên 10. Đó, viết vậy là ao à. Chắc chắn bạn viết vậy là bạn sai. Đó, tại vì các em lưu ý nè. Các em lưu ý nè. Các lưu ý nè, ở đây á, nếu bạn viết là phải viết như nè, bằng, không có bằng, mà là copy của chữ thịt bắp, dán vô, nếu bạn làm theo kiểu này nha, đó, copy của chữ cá viên, dán vô, khách hàng là anh Thành, các bạn copy chữ anh Thành, các bạn dán vô, đó, nhưng mà riêng vậy là bạn bị out, tại vì á, cái thịt bắp cá viên này các bạn ghi vậy nó là and. Nó là and. Mà mình phải là o. Nó. Nên các bạn sẽ đem xuống dưới này. Các bạn ghi vậy. Nó. Nhưng mà để coi coi đáp án nó đúng không nha. Đây. Nó thịt bắp hoặc cá viên. Nó anh Thành. Đúng không? Nó để chính xác hơn. Chính xác hơn. Không sợ bị sai, các bạn nên ghi vậy nè. Đó, đây. Nhưng mà anh không khuyến khích nha. Đây, Ctrl C. Tức là thịt bắp của anh Thành trên 10, cá viên cũng phải của anh Thành và trên 10. Nó ghiêng dày các bạn mới an toàn. Nó tại thịt bắp cá viên là O. Nó ghiêng dày cũng được nha. Rồi bây giờ sẽ ghi cái cách mà anh hay chỉ các bạn. Nó đơn giản hơn nhiều. Rồi, để cá bằng not and. Thịt bắp cá viên là o. Cái ô tên hàng bằng cái chữ thịt bắp. Nó hoặc cái ô tên hàng bằng cái chữ cá viên, viết cố gắng giống người ta đặt trong một kép. Đóng hàm o lại. Anh Thành thì chọn tên khách hàng các bạn bằng chữ anh Thành. Nó, số lượng trên 10 thì số lượng các bạn chọn nó trên 10. Đó, còn bạn nào thích khóa cột thì các bạn cứ F4 giùm anh cái đô la trước chữ hết giùm anh. Nó đây. Rồi. Ctrl C, anh để công thức các bạn dưới này cho các bạn quan sát nha. Đây, thịt bắp cá viên anh Thành số lượng trên 10. Bây giờ anh rút chích nha. Nó coi coi đáp án nó giống nhau hay không. Vô data, advanced filter, copy show, list range là bản dữ liệu, quét hết bản dữ liệu kể cả tiêu đề. Đúng không? Rồi, điều kiện quét đúng và đủ các ô bạn lập ra. Đây, anh giả sử anh đang dùng trường hợp này trước. Các bạn thấy không? Anh quét hết nè. Rồi, copy to là vị trí trả về. Thường các bạn nên đặt ở phía dưới chứ đừng đặt nằm ngang.
điều kiện của bạn cũng vậy, nên đặt ở phía dưới. Nhưng mà ở đây do anh đã đặt ở nằm ngang rồi thì anh lỡ rồi, thì anh sẽ đặt cái điều kết quả nó dưới này cho các bạn coi. Nó đây, ok, đây các bạn thấy nè, đây đúng không? Rồi bây giờ đây là thịt bắp cá viên số lượng trên 10. Rồi bây giờ khi anh áp dụng cái điều kiện của anh ở dưới này, coi coi nó khác không nha. Data van capital list grand bản dữ liệu, anh quét lại hết bản dữ liệu kể cả tiêu đề nó. Rồi vị trí capital anh là quét hai ô thôi, vị trí trở về một ô trống, đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới trống. Ok, thì các bạn thấy khi đó nè, cái đáp án, hai đáp án này đều như nhau, tức là hai cách bạn viết điều kiện đều đúng hết nó. Đây bạn có thể tham khảo thêm giùm anh, mời các bạn sửa vô. Câu số 7, các bạn lưu ý này, các bạn đã làm leo cái dạng gì, dạng là copy tiêu đề thì bạn đồng nhất với anh là copy tiêu đề, còn bạn làm theo cái kiểu true false thì bạn ghi true false luôn giùm anh. Bạn làm vậy thì nữa cái kết quả bạn sao làm ra được đó, mình đâu có kết quả được. Nếu bạn đã làm gì dòng là tháng 1 nó tháng, thì bạn ghi đã ghi gì, ghi tháng copy nè, đem xuống nè, nó mình copy con số 1 nè, đem xuống nè, nó có chi nhánh là Cà Mau hoặc Hồ Chí Minh, nó mặt hàng nè, có chi nhánh là Cà Mau Hồ Chí Minh nè, bạn đem xuống nè. Rồi còn gì nữa, anh nhớ còn một điều kiện nữa, hết rồi, và chỉ trích cái này thôi. Thì đây các bạn tháng 1 thì bạn đánh thêm số 1 nữa giùm anh đây. Đó, và bạn đã đồng nhất với nhau. Đây, cái này là do nó định dạng canh ngay giữa nè các em, chứ không phải là nó giữa nha, nó là bên trái. Nó sẽ đổi số là nằm bên phải mới đúng nha. Do, nhưng mà do cái này mình copy á, nè, đây các em thấy là copy nè, của số 1 nè, nó canh giữa nè, nên đây các bạn thấy nó canh giữa là bình thường nè, nó vẫn là số nha, number nha. Đó, rồi đây, hoặc là bạn nếu bạn làm theo cái kiểu của anh chị các bạn á, đây, thì bạn làm cái nào thì bạn giải quyết một hướng thôi. Anh chị các bạn hai cách, tức là phòng hờ một số trường hợp người ta cho yêu cầu cụ thể luôn, hoặc là người ta cho bạn trắc nghiệm thì bạn biết đường mà mình khoanh đó. Rồi còn nếu bạn đã đồng ý làm cách 1 thì ra cách 1, cách 2 thì ra cách 2, mà anh chứ không có vụ viết lộn xộn như bạn này đó. Ở đây các bạn thấy người ta yêu cầu là hàm n nè, hàm n gì, tháng 1 nè, thì cái tháng này nè nó các bạn bằng 1. Cái thứ hai các bạn là O, Cà Mau, Hồ Chí Minh, nó bằng, người ta yêu cầu bằng gì đây, bằng Cà Mau hoặc Hồ Chí Minh, thì ghi chữ Cà Mau cho nó đúng nè, nó chấm phẩy. Cái chi nhánh tiếp theo các bạn bằng chữ Thành phố Hồ Chí Minh đó. Nhưng mà bài này á, anh cũng chúc mừng bạn là bạn không có dùng hàm manh đó, tức là về cái này bạn có hay một, bạn đúng một chỗ á, bạn đúng một chỗ này các bạn, là bạn không dùng hàm manh ngay chỗ này. Thì đây anh chia sẻ thêm cho em đó, đây đây là công thức nha. Ở đây các bạn không dùng hàm manh đó, tuy là người ta yêu cầu tháng không dùng hàm manh, lý do các bạn nhìn nè, nó là con số chứ đâu phải dữ liệu ngày tháng đâu. Muốn dùng hàm manh thì dữ liệu bạn phải là dữ liệu ngày tháng thì mình mới dùng hàm manh, hàm dia, hàm đây được. Còn đây là con số thì bạn dùng hàm manh dia đây là bạn out liền nó. Thì may mắn là chỗ này bạn không sai, như chỗ không sai là chỗ là dùng hàm manh. Còn làm cái này, cách làm của bạn nghe nè, đã làm theo cách 1 thì không làm cách 2, mà cách 2 thì không làm cách 1 đó. Bạn hơi loose bu cái chỗ này đó, thì gì bạn nhớ coi lại dùm anh theo, đã chấp nhận viết theo cái kiểu là copy tiêu đề thì phải bằng những cái dữ liệu trong tiêu đề, trong dữ liệu, trong dữ liệu của mình đó. Còn bạn đã true false rồi thì bạn ghi ở trên là điều kiện, chứ không có vụ mà hai cái cùng lúc như vậy đó. Thì các bạn lưu ý giùm anh. Và thao tác thì bài này thì thao tác cũng không có gì lạ ha. View data, advanced filter, copy to list grand bản dữ liệu, quét hết bản dữ liệu kể cả tiêu đề nha, quét hết bản dữ liệu kể cả tiêu đề giùm anh nha. Lưu ý không quét tiêu đề là bạn sai nha các bạn, không quét tiêu đề là bạn sai nha. Điều kiện quét đúng và đủ hai ô các bạn lập ra, hoặc là cái này cũng được, hai cái đều đúng. Bây giờ anh làm hai cái để coi cho các bạn thấy kết quả. Vị trí trở về chọn một ô trống, đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới trống. Đây các bạn thấy có hai kết quả thôi. Data Advanced Filter, anh dán này anh chọn Capital
list run bản dữ liệu, quét hết bản dữ liệu kể cả tiêu đề. Quét hết bản dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện quét đúng và đủ hai ô bạn lập ra. Vị trí trở về chọn một ô trống, đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới trống. Ok, thì bạn thấy hai đáp án đều như nhau nha. Hai đáp án đều như nhau. Đó, thì ở đây cách viết điều kiện bạn thấy cái nào tiện thì bạn làm. Và lưu ý bài này chỉ trích ra chi nhánh mặt hàng và thành tiền. Tức là tháng các bạn thành tiền thì không có nha. Đó. Giờ thì ở đây nó ghi đề nó thiếu gì đó. Rồi giờ thì các bạn sửa vô thêm giùm anh cái phần này thôi. Đó. Và yêu cầu trích qua xích rút trích thì bạn Ctrl X, bạn đem qua đây, Ctrl V. Đó. Còn yêu cầu người ta yêu cầu trích một vài tiêu đề thì bạn xóa đi nha. Xóa đi cái nào dư, thí dụ như bài này chi nhánh mặt hàng và số lượng thôi, không có thành tiền. Nó thì mình thay bằng số lượng, click chuột phải delete nó đi, cái tháng đi. Nó thì đây là đáp án, các bạn tham khảo và ghi chú giùm anh cái chỗ dữ liệu này giùm anh. Nó không phải lúc nào là tháng là phải manh, bạn phải coi dữ liệu bạn là dữ liệu gì. Nó là số hay là chữ hay là dữ liệu ngày tháng. Thì bạn phải dùng hàm cho đúng. Mời các bạn sửa vô giùm anh. Thì đối với index đó các em, nó sẽ thay thế cho cái VLOOKUP VLOOKUP của mình. Nó thay thế cho VLOOKUP VLOOKUP của mình. Thì ở đây thì bữa trước anh có nói sơ về VH rồi. Thì bữa nay anh sẽ nói cho các em chuyên về hàm index của mình. Đó. Đối với hàm index các em nhớ nha. Các em nhớ nè. Hàm index của mình thì nó có tổng cộng là 3 đối số. Đó. Thứ nhất nó là cái bảng, cái vùng kết quả. Nó thứ nhất, đối số thứ nhất nó chính là cái vùng kết quả nha các em. Cái đối số thứ hai nó là vị trí dòng. Nó và đối số thứ ba nó là vị trí cột. Nó đây hàm index mình có 3 đối số. Vùng kết quả nó sẽ nằm ở bảng dò hay gọi là bảng phụ. Nó cái bảng mà nhiều dữ liệu nhất người ta gọi là bảng chính. Còn cái bảng nào mà ít dữ liệu nó hoặc là không phải bảng chính thì nó là bảng phụ. Bảng phụ nó có thể là bảng dò tìm, bảng thống kê. Đó. Rồi, cái vị trí dòng, vị trí cột, dòng thì các bạn nhớ nè. Nó dáng này dòng các bạn nhớ nha, nó nằm bên trái nha. Nha, dòng các bạn nó sẽ nằm bên trái. Bạn tính bạn điểm bên trái, còn cột và sẽ điểm phía bên trên. Đó nha, nó ngược, nó chỉ có data table á, nó mới ngược với những cái bài tập khác. Còn bây giờ dòng nè, ví dụ đây là cái bảng của mình nè. Nó bảng dò mình nè, đây là bảng này nè. Thì ở đây là vùng kết quả nè, dòng các bạn là bên trái nè. Nó mình điểm bên đây. Cột bạn bên trên nè. Đó, nhớ nha. Rồi, thì đối với vị trí dòng, vị trí cột thì nó sẽ có 3 đáp án. Thứ nhất, 3 cách làm. Là thứ nhất nó là con số 1, thứ hai các bạn sẽ dùng hàm match để dò. Và thứ ba là bạn dùng hàm if. Và cột các bạn cũng dài 1 match hoặc là if. Và lưu ý nè, lưu ý nha, tùy theo trường hợp mà mình sẽ sử dụng cho nó phù hợp. Nó có thể là 1 hoặc là match hoặc là if, tùy theo trường hợp nha. Đề bài đó, đây là cái vấn đề số 1. Cái vấn đề số 2 ở đây đó chính là hàm match. Nó hàm match. Đối với hàm match thì cái hàm này nó thường nó sẽ hỗ trợ, thường là nó hỗ trợ nha các em, nó hỗ trợ cho hàm index. Chứ ít khi nào người ta cho nó một mình. Nó và hàm match này á, thì nhiều mục đích á, hàm match này các bạn lưu ý nè, nó tìm ra cái vị trí dòng hoặc là cột. Còn index nó tìm ra cái kết quả. Đó nha, dựa vào vị trí dòng, vị trí cột để tìm ra kết quả. Còn hàm match là tìm ra cái vị trí dòng, vị trí cột. Trong câu trắc nghiệm các bạn đọc cẩn thận, các bạn lộn hai cái phần nha, hai cái câu hỏi này nha. Index thì các bạn nhớ index là tìm kết quả. Kết quả nó có thể là số, là chữ, là lỗi, là ngày tháng gì đó. Nói chung là tùy theo đề bài người ta cho kết quả là cái gì. Nó tìm ra, nó dựa vào vị trí dòng, vị trí cột để tìm ra một cái kết quả. Nó còn hàm match nó dùng để tìm, nó dò, nhưng mà dò nó là dò để tìm ra cái vị trí dòng, vị trí cột. Nên cái đáp án của hàm match các bạn bắt buộc á, nó phải ra là con số bao nhiêu. Ví dụ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 gì đó. Đấy nha, nó phải ra là con số. Được chưa? Và hàm match các bạn thì có 3 đối số. Thứ nhất, nó là trị dò. Thứ hai là vùng dò.
hay gọi là vùng chứa con số đó, vùng chứa cái trị dò ở cái bảng phụ. Nhớ nha, ở bảng phụ. Đó, cái trị dò các bạn nó sẽ nằm ở cái bảng chính. Đó. Bảng chính. Rồi, và cái thứ tiếp theo nó là cách dò. Có hai cách dò. Đó, thứ nhất là số 0 là dò chính xác. Và số 1 là dò gần đúng. Đó, các bạn lưu ý nha. À, nhắc lại nè. Đối với Hamad có 3 đối số. Thứ nhất nó là trị dò. Và trị dò này sẽ nằm ở bảng chính. Cái thứ hai là vùng dò. Vùng dò này sẽ nằm ở bảng phụ. Đó, và thứ ba nó là cách dò. Cách dò thì nếu là muốn biết cách dò 0 hay là 1, nó sẽ dựa vào cái gì? Dựa vào cái trị dò này nè các bạn. Dựa vào trị dò. Đó, coi coi nó là chữ thì mình sẽ dùng số 0. Và nếu là số hoặc ngày tháng không liên tục thì mình sẽ dùng số 1. Thì đây là cái lưu ý các bạn cần quan tâm. Đó. Bây giờ anh sẽ mời các bạn áp dụng nó vô trong cái nè. Đó. Anh cho nó xuống dòng nha. Cho xuống một dòng nữa các bạn dễ nhanh. Rồi thì bây giờ anh sẽ mời các bạn vô một bài tập cụ thể. Đó, đầu tiên anh sẽ ví dụ cái trường hợp thứ nhất là hàm mát. Ví dụ bằng mát. Mát này. Đó, giả sử nha. Giả sử đây cái chữ MBM. Đó, giả sử anh kiếm cái chữ đây là chữ cái chữ BH này đi, tức là mít nè. Rồi chữ HT này cũng được. Đó. Lấy ký tự thứ thứ 3 và lấy hai ký tự. Nó tức là trị dò các bạn thấy nằm ở bảng chính. Dạ, lookup array. Bạn vùng dò nằm ở bảng phụ. Rồi. F4 và cách dò đây là chữ nên dùng số 0 thì nó sẽ tìm coi cái HT nè nằm ở dòng số mấy trong cái vùng này. Tại bên đây mình là dòng các bạn. Còn nếu trên này nó là cột. Nghe nha. Nó các bạn thấy nè, đầu tiên là mát nè, anh có ghi cho bạn trị dò nè. Nó nằm ở bảng chính nè. Đây nằm ở bảng chính nè các bạn. Vùng dò, các bạn thấy không? Vùng dò nè, chứa chỉ dò trong bảng nè và nằm ở bảng phụ. Đây. Đó, bảng phụ. Và thứ ba nó là cách dò 0 chính xác và 1 là gần đúng. Đó, và mình còn một cái nữa là -1. Đó, anh quên một cái nữa là -1 chút xíu đây, anh sẽ nói quay lại này tại mình còn -1 nữa. Đây, các bạn thấy nè. Ở đây mình là các bạn thấy đây nè, 0 là chính xác, 1 và -1 là gần đúng. Chút xíu sẽ chia cái 1 và -1 này cho các em để các em ghi thêm. Rồi các em thấy nè, đây là chữ nên mình dùng số 0. Và enter thì các bạn thấy điểm này đây là 1 nè, đây là dòng 2 và em HT các bạn là dòng 3 nè. Đó, tức là chữ HT này các bạn thấy nếu mình enter xuống đáp án phải là con số 3. Nó là dòng số 3. Đó, đúng không? Đó là cách làm của Hamad. Mục đích nó tìm ra cái vị trí thôi các bạn. Rồi, anh quay lại chút xíu cái chỗ này. Thì nãy số 1 là dò gần đúng nha. Nhưng mà ở đây các bạn còn thêm một cái trường hợp nữa. Đó là 1 và -1. Thì cả hai này đều dò gần đúng. Thì cái trường hợp thứ nhất là trường hợp số 1. Đó, cách dò 0 là dò chính xác rồi. Số 1 là dò cũng dò gần đúng. Nhưng mà cái gì đây? Nó sẽ sắp xếp tăng dò. Đó, bạn sẽ thấy cái dữ liệu á. Nó sẽ sắp tăng dò. Còn nếu là -1 thì các bạn cũng là dò gần đúng luôn các bạn. Nhưng mà cái dữ liệu bạn sẽ sắp xếp nó giảm dần. Đó, nó sẽ giảm dần. Đó. Được chưa? Này, -1 thì nó dò cũng gần đúng luôn, nhưng mà nó sẽ sắp xếp là giảm dần. Còn nếu số 1 thì các bạn thấy cái dữ liệu nó sắp tăng dần. Ví dụ này nè các bạn. Ở đây các bạn thấy nó là 15 tháng 5, 23 tháng 8, 30 tháng 11 thì các bạn thấy nó tăng dần. Thì mình sẽ dùng số 1. Nhưng mà nó ngược lại là 30 tháng 11 giờ tới 23 tháng 8 tới 15 tháng 5 thì nó là giảm dần thì mình sẽ dùng -1. Nó thì ghi thêm hai ý này giùm anh nữa. Đó. Rồi, mời các em ghi chú tất cả những gì nãy giờ anh chỉ vô, sau đó anh sẽ mời các bạn làm bài tập cụ thể. Rồi, thứ nhất á là câu 1 nè. Thì em thấy đây là tên nhà. Tên nhà nha. Đây, tên nhà nè. Thì đây nè các em thấy nè, đây là cái vùng kết quả mình tìm.
đó, dòng bên trái, cột các bạn bên trên đó, thì các em quan sát nè, bằng inet, nó chữ nhỏ quá, đang thêm lớn chút xíu này, bằng inet này các em, nó cái vùng kết quả đây, đây là vùng kết quả nè, các bạn quét từ C17 đến C20 F4 rồi. Dòng các bạn bên tay trái các bạn thấy có 4 dòng nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đó, khi đó mình sẽ dùng gì đây? Có hai lựa chọn, một là dùng if, hai là dùng match. Đúng không ạ? Thì đây em sẽ dùng match trước. Match. Trị do các bạn ở bảng chính là chưa? Là cái này. Tức là mình dùng mid nè các bạn. Mid. Ký tự bắt đầu lấy là ký tự thứ 3 và lấy hai ký tự. Trị do xong bảng dò. Ở vùng chứa. Vùng chứa các bạn nè. Đó, đây. Đây là vùng chứa nè các bạn. Đó, các bạn quét từ B17 đến B20 như F4. Cách dò mình là không, tại vì đây là chữ cột. Các bạn nhìn lên trên. Các bạn nhìn lên trên cột nè các bạn. Nó có một cột thôi. Nè, nó có một cột nè. Nên mình dùng số 1. Kết thúc nè, in đây. Nhìn tờ. Nó sau đó mình sao chép xuống thôi. Đó. Đây. Anh để công thức này ở ngoài cho các bạn coi ha. Này, đây bên này nha. Đó. Rồi, tương tự cái đơn giá bằng inet nè. Vùng kết quả của mình. Đây nè các bạn. Đó. Đây là vùng kết quả nè. Đó, tại vì giá này mình cần là cái đơn giá. Thì mình quét từ D17 đến F20. F4 rồi. Dòng các bạn nhắn này bạn có hai lựa chọn, một là bạn dùng tên nhà, hai là bạn dùng mã nhà. Đây là ký hiệu, cả hai đều đúng hết, tại cả hai đều bên trái mà, đúng không? Nó để đây anh dùng mã, anh dùng mã thì anh dùng mid, có ký hiệu thì anh dùng mid. Nó lấy ký tự thứ 3 và lấy hai ký tự. Trị dò xong vùng chứa đây, nếu bạn dùng ký hiệu thì bạn quét ký hiệu, bạn dùng tên nhà thì bạn quét tên nhà. Nó phụ thuộc vào bạn đang dùng cái gì. Ở đây dùng ký hiệu, mình sẽ quét cái ký hiệu các bạn, quét từ B17 đến B20. F4 là gì mà. Đó, cách dò các bạn là không, tại vì đây là chữ kết thúc hàm map. Thứ nhất, chấm phẩy. Tại anh dùng chấm phẩy nha, column number. Column number là vị trí cột. Đó, các bạn thấy cột cái này các bạn có gì đây? Có một cột nè, hai cột và ba cột. Đó, có ba cột nè. Thì mình sẽ dùng tiếp tục dùng map các bạn. Đó, map. Rồi gì đây? Ngày tháng. Đó thì bạn kéo qua đây nè. Đó, cái ngày tháng bạn nằm ở cột A nha các bạn. Nó nằm ở A4. Đó, chấm phẩy. Vùng chứa các bạn cái này quét nè. Các bạn quét gì đây? Các bạn quét từ D16, các bạn quét đến F16. Đây là vùng chứa của thời gian. Đó. Cách dò các bạn tháng này bạn có hai lựa chọn, 1 hay là -1 thì bạn coi coi. Ở đây các bạn thấy từ trái qua phải nè, nó sắp tăng dần. Và tăng dần thì nãy anh có nói các bạn, đó là sắp tăng dần thì nó là dùng số 1. Giảm dần thì mình dùng số -1. Nhớ nha, tăng thì dùng số 1 và giảm là -1. Ở đây tăng mình dùng số 1. Bạn đóng ngoặc hàm map thứ hai, đóng ngoặc hàm inet và bạn nhấn enter. Các bạn kéo xuống thì mình sẽ được đáp án. Thì đây là cách dùng của hàm inet. Đó, mời các bạn tham khảo và sửa vô giùm anh. Đó, đây. Đó, đây công thức phía trên này là công thức của cái tên nhà nha, và công thức đây là công thức của đơn giá. Mời các bạn sửa vô cẩn thận giùm anh nha. Rồi, câu số 2 các em, câu số 2 của phần index của ôn buổi 2 của mình. Tại vì cái buổi 2 nó có clip rồi thì các bạn coi tham khảo trên clip bài giảng lại giùm anh. Còn này anh vô trực tiếp trong cái buổi 2 luôn. Đó. Được chưa? Ôn buổi 2 luôn để nó giúp các bạn nâng kiến thức các bạn luôn. Tại vì bài mình đã coi trước rồi. Đó, các bạn cũng có kiến thức cơ bản rồi. Thì bây giờ anh sẽ nâng các bạn lên luôn, nên anh sẽ sửa trong phần ôn buổi 2 thôi. Đó, em thấy nè. Ở đây cái mình qua câu số 2 của nó nè, số ngày. Đó. Thì người ta nói rằng nếu như mà gì đây, ngày đi các bạn bằng ngày đến. Đó, nếu ngày đi các bạn bằng ngày đến nè, thì người ta yêu cầu nó tính là một ngày. Và ngược lại á, thì bạn lấy ngày đi các bạn trừ cho ngày đến. Vậy thôi. Này công thức này không có gì lạ ha, nó nằm ở kiến thức cơ bản. Rồi đơn giá. Thì giá này các bạn lưu ý nè, giá này thao tác với hai sheet nè.
Nó thao tác với hai xí nè, cái bạn lưu ý nè. Bật Internet. Internet. Đầu tiên là vùng kết quả. Di chuyển qua đây, qua xứ bản giò. Đó, thì các bạn thấy lập tức phía trên nè. Đó, các bạn thấy cái chữ bản giò. Đó, bạn xóa đi gì mặt. Đến cái dấu ngoặc hoặc là cái đôi số. Bài này đến dấu ngoặc. Đó. Rồi sau đó bạn quét cái vùng kết quả. Thì các bạn quét nè, từ B6 đến C8 lập tức nó nhảy lên cái bản giò. Kệ nó nha. F4 gì mà. Nha. Cái này bạn không có chữ bản giò này là bạn out á. Chấm phải. Dòng, cái này bạn có 3 vị trí là dòng 1, dòng 2 và dòng 3. Đây. Đúng không? Thì ở đây bạn sử dụng mask. Đúng không? Và cái trị giò của bạn nằm bên bản chính. Di chuyển qua xứ dữ liệu. Vừa di chuyển bạn xóa cái chữ dữ liệu đi mà. Đến dấu ngoặc hoặc phần control số. Đây là dấu ngoặc. Đó, dữ liệu mình lấy led. Chọn ô này. Len. Cái ô này trừ cho 4. Bạn kết thúc hàm led chấm phải. Đúng không? Đây các bạn thấy nè, led nè. Nó cái ô C3 nè, chấm xếp dữ liệu nè. Len của nó trừ 4. Sau đó chỉ dò xong, bạn di chuyển qua xếp bản dò, bạn quét vùng chứa, xóa cái chữ bản dò này. Lưu ý nè, bạn vừa di chuyển á thì bạn xóa cái tên xếp gì mà đến dấu ngoặc hoặc phần có đôi số. Trường hợp này là dấu chấm phẩy do phần control số. Sau đó quét vùng chứa. Đây, quét vùng chứa. F4 nó là gì mà? Chấm phẩy. Đây là chữ nên mình dùng số 0. Kết thúc hàm mask. Chấm phẩy. Đối số thứ 3 của hàm index các bạn là column number. Nó là vị trí cột. Ở đây các bạn thấy có hai cột. Đó, đây là cột 1 nè và đây là cột 2. Nhớ nha, nó điểm theo dựa trên phía trên vùng kết quả là 1 2. Phía bên trái của vùng kết quả nè là 1 2 3, tức là bạn điểm như vậy chứ không phải điểm từ bên từ ở cái cột A là cột 1, cột B là cột 2, không có nha. Nó dựa vào cái vùng kết quả nó điểm nha, nó dựa vào vùng kết quả nó điểm. Ở đây các bạn thấy là nếu nhỏ hơn 10 thì các bạn nó là dòng cột số 1, nếu nhỏ hơn 10 là cột 1. Ở đây các bạn không dùng hàm mask được tại đây có so sánh lớn bé, và nếu có so sánh lớn bé thì các bạn nhớ là bạn dùng hàm if gì mà các bạn di chuyển qua bên này. Vừa di chuyển shift các bạn xóa tên shift nè, đến dấu chấm phẩy nè các bạn thấy không ạ. Đó. Rồi hàm if nếu. Nếu số ngày các bạn nhỏ hơn 10 thì bạn trả về cột 1, còn lại là cột 2, một if. Kết thúc hàm index enter. Nó thì đây là cách làm. Các bạn thấy thao tác với hai shift khác nhau. Đó, các bạn ghi chú cẩn thận và thao tác lại giùm mình hai lần để bạn thua. Nhắc lại, ghi chú lại và thao tác giùm mình hai lần. Rồi câu số A này người ta nói gì đây? Tính chiết khấu. Tính chiết khấu ha. Tính chiết khấu thì bằng index này các em. Vùng kết quả F4 dòng mát. Được chưa? Ở đây 1, 10, 15 là số lượng bán. Vùng chứa F4 cách dò 1 lý do nó tăng. Đóng mát lại. Cột XI, XA led hoặc là mid đều được. Ở đây anh dùng led. Ở đây các bạn không phải led 1 nha, mà len trừ 2 nha các em. Tại vì khi lấy 1 và khi lấy 2 nó nên bạn dùng len trừ cho hai cái từ bên phải bỏ đi. Nó trị dò xong vùng chứa F4 0. Thì này là chữ enter. Đó, chỉ có vậy thôi. Mời các em sửa vô. Đối với câu số 4 của index này nha, đây, bằng index. Vùng kết quả F4. Dòng cái này là ngày tháng nên sẽ dùng mask. Ngày tháng nè. Vùng chứa nè các em. Đó. Vùng chứa thì các bạn thấy nè, quét từ A12 đến A14. Và cách dò ở đây các bạn thấy nè, ngày tháng các bạn nó tăng dần thì mình dùng số 1. Còn nếu giảm dần thì dùng -1. Cột mask tiếp. Đó, cột ở đây các bạn là A100. A100 có được bằng cách bạn dùng hàm dry. Đó, dry len. Tại không biết lấy 3, ở lấy 4 hay lấy 5, hay lấy 3. Nên len trừ do bên phải 0, bên trái 2. Đó, trị dò xong vùng chứa nè các em. Đó, vùng chứa của cột các bạn thấy là từ B11 đến D11. Cách dò 0. Enter. Thì các bạn thấy nè, đây là mình xong được cái phần index bình thường.
Đó, các bạn nhớ nè, làm in-app công việc đầu tiên hãy làm in-app hoàn chỉnh đã. Rồi cái phần phụ phía sau đó, giảm thêm một lỗi gì đó, từ từ mình giải quyết. Nhớ nha, công việc đầu tiên của in-app thì hãy làm in-app hoàn chỉnh ở bước cơ bản nhất, đó là vùng kết quả, vị trí dòng, vị trí cột. Làm xong đi. Rồi thí dụ bài này người ta ghép nối với thêm một cái gì đó thì mình ghép thêm. Người ta đem nhân thì mình đem nhân. Đó, bài này nhân chữ if. Nếu giảm thêm 5% đơn giá nếu bán vào thứ bảy thì which day. Đó, bằng 7. Thì giảm 5% và bạn tính đơn giá đến đây bạn được điền 95%, ngược lại là 100%. Nhớ nha, nếu cột bạn tính là đơn giá cột thành tiền, cột đơn giá cột thành tiền thì bạn ghi ở đây là số lớn và 100%. Nếu bạn tính đây là cột giảm giá, cột chiết khấu thì bạn ghi đây là số nhỏ và không. Đó. Enter. Đó nha. Đầu tiên của index thì hãy làm index đã, rồi mới tính phần phụ sao. Mời các em sửa vô và ghi chú vô cho mình, cẩn thận. Này. Câu tiếp theo các bạn á. Ở đây. Được chưa? Chủ yếu là làm việc hai set. Các bạn quan sát lại một lần nữa. Bằng index. Vùng kết quả. Di chuyển qua bảng dò. Sort and set. Đó. Đây là vùng kết quả này nghe. Tại mình đang cần cái tên sản phẩm Apple. Dòng bên tay trái có một dòng thôi nè. Đến số 1 thôi nè. Dòng số 6 nè, nó có một dòng thôi. Cột mát tề nó có 4 cột. Trị dò của mình di chuyển qua city level. Xóa tên sheet. Chọn mã sản phẩm. Chấm phải. Bảng dò. Xóa tên sheet. Tức là vừa di chuyển nha. Quét F4. Không. Tại vì đây là chữ. Đóng hoặc lại. Đóng hoặc lại. Enter. Đây. Đó. Rồi còn đơn giá cũng vậy. Index. Bảng dò. Xóa. Quét vùng kết quả. Đúng không? Từ B7 đến E10, F4. Chấm phải. Mát dòng. Trị dò đó là ngày tháng. Di chuyển qua city level. Sort and set. Chọn ngày tháng. Chọn ngày tháng. Chấm phải. Bảng dò. Sort and set. Tức là vừa di chuyển các em sort and set đến dấu ngoặc hoặc có số tùy trường hợp. Đây là bảng dò. Vùng chứa chứ, đây là vùng chứa F4. Cách dò là 1 hoặc là -1. Các bạn thấy cái dữ liệu nó tặc. Nên nó là số 1. Mắt. Đó, giác này cột bạn có hai lựa chọn. Một là dùng mã, hai là dùng tên. Đó, một là dùng mã, hai dùng tên. Ở đây giả sử anh dùng mã. Di chuyển qua sheet dữ liệu. Vừa di chuyển nhé, sort and sheet. Đến dấu ngoặc hoặc phần gạch số. Mã sản phẩm. Chấm phải. Bảng dò. Xóa tên sheet. Đến dấu ngoặc hoặc phần gạch số. Đây là dấu chấm phải. Dấu phần gạch số. Quét vùng chữa F4. Cách dò. Đây là không. Lý do nó là chữ. Đóng hai ngoặc. Một ngoặc của mắt thứ hai. Một ngoặc của hàm index. Enter. Đó. Lưu ý nha. Đây là cách làm việc với hai sheet khác nhau. Mời các em sửa vô cẩn thận. Câu số 6 này người ta nói gì này? Tính cái đơn giá này kìa. Nó thì index khởi cứ dò lên index đi. Là vùng kết quả nè. Nó F4. Dòng các bạn bên trái mát. Ở đây các bạn thấy nè, ngày tháng. Ngày tháng các bạn thấy nè, nó bị che nè các bạn. Đó thì bạn đối chiếu đây cục D, dòng số 3 thì mình ghi D3 vô. Vùng chứa F4 chấm phải. Dòng bên trái rồi, ngày tháng tăng dần lên số 1. Cột mát. Cột các bạn là CD, lấy cái từ ở giữa thì mời các bạn dùng hàm mid. Chuột xác.
Ký tự bắt đầu lấy là ký tự thứ 3 và lấy Lantern thì không biết lấy bao nhiêu. Ở đây Lantern bên phải là 4 và bên trái là 2 thì các bạn có thể ghi trừ 6. Trị dò xong các bạn quét vùng chứa, nhớ F4, dòng xong rồi, cột xong rồi. Ở đây cách dò các bạn đây là chữ nên mình dùng số 0, đóng mát, đóng index, enter. Thì các bạn lưu ý nè, index thì nãy anh có nói làm xong index đi, rồi phía sau tính tiếp, giảm 10%. Đó, tức là bạn nhân tiếp cho if phía sau. Ở đây là end, đó, mid. Tại nó là yêu cầu lấy là CD, chuỗi xét. Ký tự bắt đầu lấy là ký tự số 3 và len, trừ cho 6. Thì bạn có thể ghi trừ 4, trừ 2 vẫn được. Nó bằng cái gì? Bằng chữ CD. Và điều kiện thứ hai người ta yêu cầu là số lượng từ 300 trở lên, lớn hơn bằng 300. Đóng hàm mềm lại, nếu đúng thì bạn được giảm 10%. Và đang tính đơn giá nên nhân số lớn là 90 và 100%. Enter. Thì đây là cách làm của nó. Các bạn lưu ý, bạn ghi chú cẩn thận là giùm anh. Và nhớ, khi làm index thì đầu tiên hãy làm index hoàn chỉnh, rồi phía sau tính tiếp. Mời các bạn sử dụng. Các bạn chuẩn bị giùm anh đó là những cái 7 câu trong cái phần công cụ thống kê, trong phần ôn buổi 2. Ôn buổi 2 nha, có 7 câu phần công cụ thống kê. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn các em các dạng công cụ thống kê. Mời các em chuẩn bị tài liệu. Thì công việc đầu tiên thì anh sẽ hướng dẫn các em lấy phần công cụ thống kê ra. Công việc đầu tiên thì anh sẽ hướng dẫn các em lấy là công cụ thống kê ra. Được mà. Thì để các lấy công cụ thống kê thì các em vô file, các em chọn file nha. Các em chọn option, các em chọn option. Rồi, thì ở đây các em thấy nè, các em sẽ vô giùm anh lấy công cụ thống kê Solver VBA, anh hướng dẫn lấy một lần luôn nha. Được rồi, để lấy công cụ đầu tiên á, công cụ VBA thì các em vô Customize Ribbon, Customize Ribbon. Các em check vào cái ô Develop này nè các bạn, bên tay phải nè. Bên tay phải ở dưới các bạn nhìn lên á, nó khoảng dòng số 3, dòng ô số 3, số 4 gì đó. Đó, check vào Develop nè, cái này gọi là chưa check nè. Đó, đây gọi là check rồi nè. Đó, các em check Develop. Đây là công cụ VBA, Macro VBA. Để lấy công cụ thống kê, công cụ Solver, các em vô Add-in. Quay lại bên tay trái, quay tay trái các em thấy chữ Add-in. Sau đó các em chọn chữ Go. Ở phía dưới này có một chữ Go nè các em. Rồi, các em sẽ ra được cái bảng Add-in. Các em check vào cái ô 1 và ô 4. Ô 1 Anisotoban ha, là công cụ thống kê. Solver Add-in là công cụ Solver. Sau đó các em nhấn OK. Thì sau đó các em thấy develop được hiển thị ra. Trong thẻ data các em thấy chữ data analysis nè, các em mở ra nè. Nó data analysis và công cụ solver. Đó, một số máy các bạn có thể là có biểu tượng icon thôi. Rồi các bạn lấy công cụ các bạn ra hết giùm mình. Rồi, mình bắt đầu qua câu số 1 nha. Trong cái phần công cụ thống kê của ôn buổi 2 thì các em nhớ đây là bài toán này là do bài toán tương quan. Cái dấu hiệu nhận biết nó là dùng cái lệnh correction. Đây là cái dấu hiệu nhận biết. Hoặc là sự tương quan giữa hai biến, hoặc là sự tương quan nó, hoặc là tương quan tuyến tính nó, được chưa? Đây là dấu hiệu nó. Thì đối với bài toán tương quan này thì các bạn có 4 bước làm. Thứ nhất là bước 1. Bước 1 thì các bạn là tìm hệ số tương quan nó, bạn tìm hệ số tương quan bằng hàm Corel hoặc lệnh correlation. Bước 2, các bạn là nhận xét nếu như cái con số bạn tìm ở bước 1 á nó lớn hơn 0 thì bạn nhận xét đó là có tương quan. Còn nếu nó nhỏ hơn 0 thì bạn nhận xét đó là không tương quan. Đó, và bước 3. Đó, các bạn là dự báo hồi quy tuyến tính bằng hàm trend hoặc forecast. Bước 4, các bạn là kết luận
Đó, ở đây các bạn có 4 bước ha. Bước 1, bạn tìm hệ số tương quan bằng hàm Corel hoặc lệnh Correlation. Bước 2, các bạn nhận xét nếu con số ở bước 1 bạn tìm nó lớn hơn 0 thì bạn nhận xét là có tương quan. Nếu nhỏ hơn 0 thì bạn nhận xét là không tương quan. Bước 3, các bạn là dự báo hồi quy tuyến tính bằng hàm Trend hoặc là hàm Forecast. Đó, và bước 4 các bạn là kết luận. Mời các bạn ghi chú vô giùm anh. Đây là bài toán tương quan và đây là dấu hiệu để nhận biết. Rồi, đây, đối với câu này á, thì đầu tiên anh sẽ hướng dẫn các em, thì anh sẽ hướng dẫn các em là hai cách luôn. Nhưng mà khi làm á, thì tùy thuộc đề bài, người ta yêu cầu là dùng cái gì. Ví dụ bài này yêu cầu dùng correlation thì bạn chỉ cần tìm correlation thôi. Đó, rồi, mời các bạn làm nha. Các bạn để làm correlation thì các bạn vô data, các bạn chọn data analysis. Với điều kiện các bạn biết cách lấy correlation ra nha các bạn. Với điều kiện các bạn biết cách lấy correlation ra, không biết là bỏ tay. Đó, bạn chọn correlation vậy mà. Đó, ok. Thì sau đó các bạn, đây là input trend, dữ liệu đầu vào. Thì bạn có thể quét luôn. Đây gọi là quét không có tiêu đề. Đó, đây là bạn quét không có tiêu đề nè các bạn. Đó, các bạn quét từ cột B cho đến B2, các bạn quét đến E3. Từ B2 đến quét đến E3. Cái này quét này người ta không có tiêu đề. Còn nếu quét có tiêu đề, các bạn quét từ A2, các bạn quét đến E3. Đó, ở đây anh quét có tiêu đề. Và dữ liệu các bạn thấy nó sắp thành dòng, thì anh chọn một row. Và nếu có quét tiêu đề thì bạn chọn label insert insert column. Đó, tức là cái cột đầu tiên các bạn hoặc là dòng đầu tiên các bạn nó có phải là tiêu đề hay không. Output range các bạn lưu ý, bạn chọn đúng một ô giùm anh. Chọn đúng một ô thôi, đúng một ô nha các em, đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới nó trống nha, chọn đúng một ô thôi. Anh nhắc lời, đầu tiên input range các bạn là dữ liệu đột vào, tùy theo các bạn quét có tiêu đề hay không. Đó, coi dữ liệu nó là dòng hay cột. Nếu có quét tiêu đề thì chớ check vào label info row, không có thì không check. Rồi output range dữ liệu trả về đó là một ô trống, đảm bảo rằng đúng một ô thôi, đúng một ô, đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới nó trong. Các bạn nhấn ok thì kết quả các bạn đọc, đây là kết quả của mình đọc nè, là cái ô này nè. Lưu ý nha, đây là ô kết quả mình đọc nha. Đó, đây là kết quả mình đọc và kết quả này các bạn thấy nó ra số âm, tức là nó nhỏ hơn không thì bạn nhận xét nó là không tương quan. Tuy nhiên anh sẽ làm thêm một cách nữa cho các bạn, đó là hàm Corel để coi đáp án nó giống nhau giống hay không nha. Đó, đây là đây, hàm Corel. Đối với hàm Corel thì các bạn ở đây nó có array 1 và array 2, tức là vùng 1, vùng 2. Bạn quét vùng nào trước cũng được. Giả sử anh quét cái vùng số sinh viên trước, sau đó cái vùng 2 anh là thời gian hoàn thành. Đây các bạn coi nha. Vùng 1 anh quét là B2 đến E2, vùng 2 anh quét từ B3 đến E3. Rồi, đây là đáp án. Đó. Rồi, hoặc là anh quét ngược lại để cho các bạn thấy. Ở đây đối với cái hàm Corel này các bạn quét cái nào trước cũng được. Đó, anh quét cái vùng B3 đến C3 trước. Sau đó anh quét từ cái vùng B2 đến E2. Đó, đây, anh quét ngược lại. Thì cái đáp án các bạn thấy vẫn ra giống trên này. Tức là hai đối với hàm Corel á, các bạn quét á thì bạn quét cái nào trước cũng được các bạn, nó không bị ảnh hưởng nha. Nó không bị ảnh hưởng nha các bạn. Thì ở đây là bước 1 các bạn đã làm xong rồi. Đó, thì bước 2 các bạn nhận xét. Nhận xét thì ở đây các bạn thấy nè. Ở đây các bạn thấy nè, nó là ra âm rồi. Thì anh sẽ trả lời khi nhận xét á, thì bạn nhận xét nó là không tương quan. Đó, nhưng mà bạn nhận xét như vậy á thì bạn chưa có điểm trọn vẹn. Nên các bạn sẽ làm gì sao? Đối với bài này các bạn nhận xét thì bạn trả lời giùm mình 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đối với bài này các bạn, đó là bạn đang nhận xét cái gì và cái gì. Đây, ví dụ như bài này các bạn nói thời gian thực hiện và thời gian sinh viên thực hiện và thời gian hoàn thành. Nhận xét số sinh viên thực hiện và thời gian hoàn thành. Câu hỏi thứ hai, có tương quan hay không? Không tương quan với nhau. Câu thứ ba, vì hệ số là trừ 0.9984884474. Bạn có thể viết hết những con số ra. Tức là khi bạn nhận xét, bạn trả lời cho mình 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, bạn đang nhận xét cái gì với cái gì. Cụ thể bài này là số sinh viên thực hiện và thời gian hoàn thành. Câu hỏi thứ hai là có tương quan hay không. Bạn trả lời là không tương quan với nhau. Câu hỏi thứ ba, tại sao bạn biết, tức bạn đưa ra cái hệ số. Ở đây anh ghi là với, vì hệ số nó là 0.998. Đó, đây là nhận xét. Được rồi, bạn lưu ý khi nhận xét trả lời cho 3 câu hỏi nha.
Và bước số 3 là dùng trend và forecast, thì anh sẽ dùng cho bạn cả hai luôn. Thứ nhất anh dùng hàm trend. Đây, hàm trend của anh. Đó, đầu tiên nó là now y, tức là vùng y. Vùng y là vùng trước kết quả muốn tìm. Bài này người ta cho các bạn đó là với số sinh viên là 30 hãy dự đoán cái thời gian hoàn thành, tức là bạn tìm cái thời gian hoàn thành. Đây là vùng y. Nên cái gì đây? Nên đây là y nha các bạn. Nên cái vùng từ B3 cho đến E3 là vùng y. Bạn có thể F4 rồi hoặc không cũng được. Đối số thứ hai là now x, là vùng x. Vùng x là vùng trước con số giả sử. Bài này giả sử số sinh viên, nên các bạn quét cái vùng B2 cho đến E2. Và đối số thứ ba các bạn nó là gì đây? Đó là new x, tức là giá trị người ta giả sử là sinh viên là 30. Đó, đây. Yên tờ, các bạn ra đáp án. Được chưa? Đây các bạn. Đó. Chú ý nha. Rồi, còn nếu anh dùng forecast. 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 Thì bạn thấy nè. Đầu tiên là x là giá trị người ta cho. Now y là vùng trước kết quả muốn tìm. Bài này tìm cái thời gian hoàn thành, nên đây là vùng y. Đúng không? Đó. Tại người ta cho số sinh viên, tìm thời gian hoàn thành. Thời gian hoàn thành các bạn nó là vùng y. Vùng y các bạn lưu ý nè, là cái vùng trước kết quả muốn tìm. Bài này kết quả muốn tìm các bạn nằm ở từ nó là thời gian hoàn thành, nên nó sẽ là từ B3 cho đến E3. Và now x là vùng chứa số giả sử, bài này giả sử số sinh viên. Đó. Hai đáp án hoàn toàn giống nhau. Được chưa? Hai đáp án hoàn toàn giống nhau, bạn dùng một trong hai điều được hết. Đó, đây là forecast và kết luận. Đó. Với số sinh viên là 30 thì thời gian hoàn thành. Đó, thời gian hoàn thành đề tài là đây là thời gian, nên anh sẽ để dấu trừ ngoài trước. Nó 7.625550661. Nó được chưa? Tại vì ở đây các bạn đó ra âm nha. Nó nhưng mà thời gian để dấu âm thì nó không hợp lý, nên anh sẽ đặt cái dấu trừ phía trước. Nó thì đây là cách làm của các bạn. Nó 4 bước đầy đủ, mỗi bước không 25 điểm. Mời các bạn sửa vô giùm mình, ghi chú cẩn thận giùm mình. Đối với câu số 2 này các em, nó cũng tương tự câu số 1. Dựa vào bảng phân tích lợi nhuận, được chưa? Theo giá thành, các bạn sao? Hãy ước lượng cái lợi nhuận khi giá thành là 300 ngàn. Tức là cái này các bạn bỏ xuống 270 rồi, bạn sửa thành 300 ngàn mình luôn. Đó, được chưa? Tức là ước lượng cái lợi nhuận khi là giá thành là 300 ngàn. Bạn sửa này thành 300 ngàn luôn. Đó, thì ở đây các bạn thấy nè. Bước 1. Bạn dùng hàm Corel. Giả sử nha, giả sử anh dùng hàm Corel. Bằng Corel. Đó, bạn quét cái vùng giá thành trước cũng được, hay là bạn quét cái lợi nhuận trước cũng được. Đó, cái nào trước cũng được nha các bạn. Rồi, ra kết quả. Nha. Yeah. Hoặc anh dùng correlation data, correlation, ok, bảng dữ liệu, quét hết bảng dữ liệu, anh quét luôn tiêu đề, dữ liệu anh nằm ở cột column, có quét tiêu đề first round, vị trí trả về một ô trống, đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới nó trống, ok, đáp án các bạn thấy đây. Hai đáp án hoàn toàn giống nhau. Được chưa? Hai đáp án hoàn toàn giống nhau. Nhận xét. Nhận xét gì đây? Lợi nhuận và giá thành không tương quan với nhau. Nó vì hệ số là nhiêu đây? Trừ 0,1
22135105. Nó sau đó bạn dùng trend hoặc forecast. Nó giả sử ở đây anh dùng trend trước. Trend đầu tiên các bạn lập vùng y thì quét cái vùng lợi nhuận. Tại người ta hỏi lợi nhuận mà các bạn, cho giá thành hỏi lợi nhuận thì lợi nhuận các bạn chính là y. Now is giá thành. Lưu ý quét không quét số 300.000 nha. Số 300.000 là số người ta cho giả sử nha các em. Rồi 300.000, bạn có thể chọn ô hoặc đánh vô. Đó. Đây. Đúng không? Còn nếu bạn dùng forecast. Này, đầu tiên là x 300.000, bạn có thể chọn ô này vẫn được, khóa lại luôn. Vùng y là cái vùng lợi nhuận. Vùng x là cái vùng giá thành. Lý do bài này y là cái vùng chứa kết quả muốn tìm, và bài này bạn tìm lợi nhuận. Đó, và x là vùng chứa số giả sử, giả sử là giá thành, nên giá thành chính là vùng x. Đó, enter. Hai đáp án hoàn toàn giống nhau. Nha, hai đáp án hoàn toàn giống nhau. Rồi, cuối cùng là kết luận. Đúng không? Đó. Vậy với cái lợi nhuận là 300.000 thì giá thành ước tính là 281604,849. Đó. Đúng không? Đó thì đây là 4 bước các bạn cần phải làm. Đó, 4 bước các bạn cần làm giùm anh. Đó, mời các bạn sử dụng. Rồi, câu số 3 là một dạng bài tập mới, đó chính là bài toán tương quan. Thì dấu hiệu của nó thì người ta yêu cầu là tìm ở xin lỗi, mô tả. Bài tiếp theo là bài toán mô tả nha các em. Mô tả thì người ta sẽ CO là chữ mô tả hoặc là cho cái chữ này. Đó, bây giờ statistics. Nó người ta cho chữ này. Được chưa? Nó tùy theo đề bài nha. Rồi hoặc là người ta cho những cái hệ số thì chút xíu anh sẽ lấy hệ số cho các em coi. Rồi, thì đây, để làm bài toán này thì các bạn thấy coi dữ liệu người ta sắp đối với bài toán này á thì mình ghi chú giùm anh một dạng. Các bạn ghi chú giùm anh một cái. Đó là dữ liệu bắt buộc phải sắp thành một cột hoặc một dòng nha. Dữ liệu bắt buộc phải sắp thành một cột hoặc một dòng, tức là cột cũng được các em, mà dòng cũng được, nhưng mà phải là một thôi nha, một và một nha. Nhớ nha, dữ liệu bắt buộc phải sắp thành một cột hoặc một dòng, hai dòng hai cột là out nha. Nhớ nha, nó duy nhất là một và một. Bài này dữ liệu đã sắp thành một cột. Thỏ. Data. Data analysis. Thống kê mô tả, kiếm cái chữ đó giùm mình. Đây. Nó statistics. Ok. Rồi, dữ liệu quét. Nếu bạn có quét tiêu đề thì bạn check, không có thì thôi. Dữ liệu cột hay dòng? Column, tại vì bài này dữ liệu cột. Label and first row, label and first row. Vị trí trả về một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới trống. Summary. Đây. Tổng cái summary và combination độ chính xác mẫu. Check, bắt buộc check theo này. Nghe nha. Đây. Đầu tiên là cái vùng dữ liệu. Bạn quét cái vùng dữ liệu có thể có tiêu đề hoặc không. Nó coi coi nó sắp thành cột thì column và dòng thì row. Ở đây các bạn lo bài in first row dữ liệu cái tiêu đề các bạn á, cái tiêu đề các bạn có quét hay không. Nó nếu có thì check, không có thì thôi. Output range là một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới nó trống, bên tay phải và phía dưới nó trống. Chết vào hai ô đó là summary status và confidence level performance. Bây giờ được chính xác của mẫu và tổng cái mẫu thống kê lại. Ok. Thì sau đó các bạn ra được một kết quả ha. Rồi. Thì ở đây các bạn thấy nè. Anh các bạn sẽ mở cái file giáo trình tinh vơ của mình ra. Thì anh có dịch nghĩa cho các em rồi. Đó. Các bạn mở nó ra thì anh có dịch nghĩa cho các bạn rồi. Thì nhiệm vụ của mình là học thuộc thôi. Đó. Ví dụ độ chính xác của mẫu, phương sai hiệu chỉnh rồi cái đó. Đây. Nó đây là những cái thông số người ta hỏi được chính xác mẫu, phương sai hiệu chỉnh ha, trung bình mẫu rồi cái chẳng hạn. Nó
Thì đây là những cái người ta hay hỏi các bạn. Được chưa? Muốn chính xác thì anh có gửi cho các bạn cái cuốn giáo trình tỉnh B đó. Thì trong đó anh có dịch nghĩa hết rồi. Thì nhiệm vụ của mình là thuộc mấy cái đó. Rồi và cái cuối cùng ở đây anh yêu cầu các bạn là kết luận. Đó, người ta yêu cầu lấy cái gì thì lấy đó. Còn nếu không yêu cầu gì hết thì bạn kết luận, copy nguyên cái bản. Kết luận, ta được kết quả như sau. Ctrl V. Nó tới bạn copy nguyên cái bản. Và bạn đem nó vô. Nha. Tức là nếu người ta yêu cầu thí dụ phương sai hiệu chỉnh độ lệch chuẩn, nó thì bạn lấy nó ra. Nó trung bình mẫu chẳng hạn. Bạn lấy nó ra. Còn nếu không nói gì hết, vậy ta được cái kết quả như sau. Đó. Copy hết các bạn đem xuống. Còn nếu bạn nào biết thì lấy ra giùm anh những thông số cơ bản. Đó là phương sai hiệu chỉnh độ lệch mẫu, trung bình mẫu, đây là ba thông số người ta hay hỏi nhất. Rồi mời các bạn ghi chú vô cẩn thận giùm anh. Thì câu đối với câu số 4 này các em, đây là bài toán tương quan. Thì bài này các em á thì nó phụ thuộc hay tương quan nó là một nha. Phụ thuộc hay tương quan cũng được, cách dùng từ của người ta thôi. Nhớ nha, nó phụ thuộc hay tương quan gì đó. Được chưa? Thì đối với bài này thì mình có tổng cộng là 4 bước. Thì ở đây các bạn lưu ý nè, ở đây các bạn lưu ý nè. Bước 1, bạn tìm hệ số tương quan bằng hàm Corel. Nó hoặc lệnh Corel Resultant đều được, anh dùng hàm Corel. Ở đây hai vùng bạn quét vùng nào trước cũng được nha. Nó thì bạn ra sẽ đáp án. Được chưa? Bạn có thể quét vùng thứ nhất đó là từ E4 cho đến M4. Vùng thứ hai các bạn đó là từ E5 đến M5 thì ra đáp án đang số âm. Đó, cách thứ hai bạn vô data, các bạn chọn data analysis, các bạn chọn correlation. Ok. Dữ liệu thì bạn có thể quét cái nào cũng được. Đây, quét có tiêu đề thì bạn check vô label, không quét thì thôi. Và ở đây nó là row nha chứ không phải column nha các bạn. Nó vị trí xuất là một ô đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới nó trống. Ok. Thì bạn thấy hai cái đáp án này hoàn toàn giống nhau. Bước số 2 các bạn đó là nhận xét. Nhận xét gì đây? Lợi nhuận và giá thành nó không tương quan với nhau. Vì hệ số là trừ 0,122135. Và này bước 3. Bỏ. Tại vì á, người ta đâu có cho giả sử đâu, mình làm bước 3. Đúng không? Bài này người ta đâu có cho giả sử đâu, mình làm bước 3. Được chưa? Tuy nhiên, để nâng kiến thức các bạn thì ở đây anh giả sử nha. Để nâng kiến thức các bạn thì anh giả sử trend. Anh khoái trend nhiều hơn. Now y là vùng y, anh giả sử cái giá thành anh là 300.000. Nó thì lợi nhuận là bao nhiêu? Thì vùng y anh sẽ là lợi nhuận. Anh giả sử giá thành là 300.000, ghi đây cụ thể luôn cho các em nhập. Nó giả sử cái giá thành là 300.000, vậy hỏi cái lợi nhuận là bao nhiêu? Thì ở đây anh sẽ dùng đây là hàm trend. Đó, vùng y đó là lợi nhuận. Vùng x đó chính là giá thành. X mới các bạn là 300.000. Enter. Nó sau đó bạn kết luận. Nó với giá thành là 281604,8 thì đó, với giá thành đạt được là đó, khi có lợi nhuận có gì tầm bậy khi lợi nhuận đạt được kết luận là gì đây? Muốn đạt được lợi nhuận, tức là kết luận ngược á, kết lợi nhuận là này thì giá thành cần giá thành phải là 300.000. Tức là bạn kết luận ngược cũng được, bạn kết luận xuôi cũng được nha. Tức là làm sao bạn kết luận rằng với cái giá thành 300.000 thì lợi nhuận là 281. Đó, rồi mời các bạn sửa vô ý này. Câu tiếp theo là câu số 5 các em. Đây là thuộc dạng bài toán trung bình động, hoặc người ta dùng cái từ moving average. Đó, nha. Trung bình động hoặc là dùng chữ moving average để dự đoán
lợi nhuận tháng thứ 10 là bao nhiêu dựa vào 3 kỳ liền trước và ghi kết quả dấu hỏi. Đối với bài này thì các bạn bay vô bạn làm thôi. Data. Data analysis. Chọn Moving Average. Chọn Moving Average. Đó. Ok. Rồi này các bạn input thì các bạn chỉ quét cái phần mà người ta yêu cầu tính trung bình đó các bạn. Chỉ quét cái phần mà yêu cầu tính trung bình. Tức là tính trung bình lợi nhuận thì bạn quét lợi nhuận thôi. Câu quét tiêu đề thì bạn xét vô không có thì thôi. Giả sử câu quét tiêu đề. Đó. Trung bình bao nhiêu kỳ liền trước đánh vô. Người ta yêu cầu bao nhiêu đánh vô. Output một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Bên tay phải trống phía dưới trống. Ok. Kết quả các bạn là câu cuối cùng. Các bạn kết luận. Kết luận. Vậy. Lợi nhuận trung bình vào tháng thứ 10 là 302.000 dựa vào 3 kỳ liền trước. Đó, các bạn lưu ý, đây là cách làm. Data, data analysis, moving average. Đó, đây là cái vùng dữ liệu. Bao nhiêu kỳ liền trước, kết quả là một ô. Rồi, mời các em sửa vô giùm anh và ghi chú. Đối với câu 6 này các em, dùng phương pháp trung bình động dự báo thí sinh đạt. Đó, dựa vào 4 kỳ liền trước, Data, advanced. Data, data analysis. Moving average, vùng dữ liệu của mình đây, tỷ lệ thí sinh đạt. Các bạn quét từ gì này, từ B5 cho đến Z5 có sử dụng tiêu đề, rồi dựa vào 4 kỳ liền trước đánh số 4 vô. Kết quả các bạn là một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới trống. Ok, đó, đây là kết quả của mình. Đọc kết quả là câu này. Vậy dựa vào phương pháp trung bình động, dự đoán, dự báo tỷ lệ thí sinh đạt ở kỳ thi thứ 9 dựa vào 4 kỳ liền trước. Nó dự báo tỷ lệ thí sinh đạt là 0,855. Đó, tức là bạn kết luận dựa vào câu hỏi hoặc là bạn kết luận đơn giản tùy bạn. Đó, tức là vậy dựa pháp trung bình động dự báo tỷ lệ thí sinh đạt là 0,855 dựa vào kỳ thi thứ ở kỳ thi thứ 9. Đó, kỳ thi thứ 9 dựa vào 4 kỳ liền trước. Rồi các bạn sửa vô cho mình nha. Đối với câu số 7 này các em, thì đây là câu phương pháp mô tả, tốt rồi, bài toán mô tả đây nha. Sử dụng phương pháp này mô tả tương quan và trung bình động, thì đây là bài toán mô tả. Thì dữ liệu các bạn thấy nè, người ta cho các bạn đó là hai dòng, thì ở đây mình sắp thành một cột hoặc là một dòng. Ở đây sắp là trọng lượng là 2,5, các bạn sắp lên 3 lần rồi. 2,8 các bạn 4 lần. Rồi, 3,2, 2 lần. 3,5, 5 lần. Đó, bạn sắp thành một cột hoặc là một dòng nha. Nha, một cột hoặc một dòng. Đó, để chuyển cột thành dòng nhanh á, Ctrl C. Đó, là bạn muốn chuyển thành dòng nè. Click chuột phải, chọn cái này nè các bạn. Đó. Được chưa? Nè, lấy chuột phải nè. Chọn. Đó, tức là bạn chuyển, có thể chuyển thành cột hoặc thành dòng đều được nha. Đây nè các bạn, cái này nè. Đó, transport nè các bạn, transport á. Đó, tức là bạn chuyển dòng thành cột, cột thành dòng cho nhau. Rồi, bài này làm thì các bạn vô data, data analysis, thống kê mô tả. Ok, dữ liệu đầu vào thì các bạn đây, mình quét này. Và đang sắp á, không có tiêu đề thì anh chọn không tiêu đề, anh không set column. Output range là một ô đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới trống. Set đi ô 1, ô 2. Ok.
rồi tìm thôi. Trung bình mẫu có thể bằng gì này, mẹt đó, phương xa hiệu chỉnh đây, độ lệch chuẩn này, nó phạm vi mẫu rồi nó được chưa, tức là người ta yêu cầu mình làm theo vậy thôi, các bạn sửa vô giùm mình.